4 tháng trở lên các bác phun cho em 1 tháng một lần được chưa? Song song với ở dưới thì các bác bón kali cộng với ure. Tại sao nó phải có ure? Bởi vì có ure thì nó mới dẫn suốt được kali nó vào, nó làm củ cho nó to các bác nhá. Chứ các bác bón kali không không ấy là nó không có dẫn suốt kali vào để củ nó nuôi lên đâu. Đấy, cho nên là em mới bảo là các bác là phải ghép cho em một tí ure này vì vậy. Ông Trần Văn Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, rất là nhiều khách hàng điện về hỏi em Hảo rằng là em ơi, mì của chị bây giờ được 4 đến 5 tháng tuổi rồi. Đấy, cây rất là tốt. Bây giờ em có cái phương án nào để cho cái cây mì của chị nó hãm lại các bạn nhá. Để hãm lại, củ mì lại to lên và tinh bột được nhiều, được cao. Vâng, bao nhiêu con số các bác mà đang quan tâm được nhờ cái câu hỏi như vậy nhá, thì mời các bác xem hết video này. Hôm nay em có một cái đơn các bác nhá. Một, rất là nhiều đơn cho khách hàng, nhưng mà một trong những cái đơn hàng đó là đơn hàng cho cái chị gái có cái câu hỏi như em vừa nói. Thì mời các bác sẽ xem hết video này, em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác để các bác có được cái thành quả tốt nhất. Ok, và chúng ta cùng vào video các bác nhá. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, đây là cái toàn cảnh hôm nay đơn đi của nhà em các bác nhá. Ngày chủ nhật rất là nhẹ nhàng, cũng được mười mấy 20 đơn, trong kia đang còn đóng dở các bác kia. Và một cái đơn này là đơn rất là đặc biệt các bác nhá. Đấy, đơn rất là đặc biệt. Thì cái mà đặc biệt ấy, thì em mới muốn nói giới thiệu cho các bác. Một lần nữa thì em xin rất là cảm ơn với các bác đã ủng hộ bên em. Vâng, và em sẽ đi chi tiết để không mất thời gian cho các bác nhé. Và đây chính là cái mà em muốn giúp cho các bác. Đấy, để chặn đọt này, để tạo củ này, để tăng tinh bột này. Đấy, để cho giúp các bác nhiều tiền. Và chúng ta sẽ vào luôn. Cái chị này á, thì là chị lấy bao nhiêu các bác nhé? Chị lấy 10 combo. 10 combo thì nó tương đương với là mình phun được 5 hectare các bác nhé. Và mỗi combo nó như thế nào? Thì đây này, em xin giới thiệu cho các bác này. Mỗi combo của nó gồm có một gói siêu tạo củ khoai lang khoai mì này, thành phần đấy các bác nhá, chất phụ gia đặc biệt đây, và đứng dây xuống lá này, phi củ tăng tinh bột này, được chưa các bác? Cái món đầu tiên là vi lượng, được chưa? Có NPK, có vi lượng, có phụ gia đầy đủ để nó đứng cây lại, à, được chưa các bác? Cái thứ hai là cái doctor đây, 5SC này, là đặc trị nem nếp hạt các bác nhá. Tại sao người ta nói rằng là mình nem nếp hạt cho lúa mà lại đưa lại cho mì? Vâng, thế thì các bác hỏi cũng là đúng rồi. Nhưng mà các bác cứ dùng cái này á, thì là cái lúa của bác nó mẩy lên. Mà cứ dùng cái này á, thì cái cây mì của các bác nó to ra các bác nhé. Nên là các bác chỉ cần quan tâm đến cái Doctor 5SC đây này các bác này, 5SC này, nó sẽ đặc trị nem nếp hạt. Và khi mà mình tăng lên gấp đôi thì nó sẽ có cái tính chất là chặn đọt các bác nhé. Chặn đọt mà lại già lá, được chưa? Già lá mà lại chống được thối củ các bác nhé. Đấy, bởi vì nó có thành phần đây. Đấy, nó là cái thành phần đây. Nếu mà 100ml trên một bình 20 lít nước thì nó là chữa bệnh. Vâng. Mà nếu mà 200ml trên bình 20 lít nước thì nó lại có cái tính chất là chặn đọt các bác nhá. Vâng. Thế thì để bổ sung cho nó lớn nhanh các bác nhá. Củ lớn nhanh, đây. Củ to, nhiều tinh bột, củ lớn nhanh, lớn siêu tốc, dằn đọt nhanh, đứng dây xuống lá, thì các bác không quên được dùng cái loại kali số 1 này các bác này. Kali số 1, nghĩa là cái kali mà nó đứng số 1 trên thị trường các bác nhá. Nó sẽ chuyên khoai mì này, khoai lang này và các loại cây nấy củ. Thành phần đây các bác này. Đấy, thành phần kali hữu hiệu tới 61%. Vâng. Có các hoạt chất phụ gia đặc chuyên dụng đặc biệt là 100% các bác nhá. Đấy. Thế thì các bác sẽ biết được là cái thành phần của nó rất là cao. Và khi em dùng cái này thì củ mì của nhà em nó như thế này. Đấy. Củ khoai của nhà các bác đã gửi về cho nhà em thì nó như thế này. Vâng, củ mì, củ khoai và các loại này các bác này. Đấy, kính thưa các loại. Vâng. Thế thì bây giờ mình sẽ pha như nào? Em nói ngắn gọn thôi nhá. Bình 20 lít nước thì các bác lấy cái này cho em là một lạng này, các bác này. Siêu tạo củ khoai lang khoai mì này các bác lấy cho em một lạng, được chưa? 100g đấy nhá. Cái này các bác lấy cho em là 200ml. À. Rồi cái này các bác lấy cho em một lạng. Đây, quấy đều lên và phun thôi. Đấy. Phun thì phun bằng cái bình bơm điện đấy. Đấy. Là ok. Đấy các bác nhá. Quấy đều và phun thẳng lên lá cho em nhá. Nếu mà cây nó lên cao rồi thì các bác phun ở dưới phun lên các bác ạ. Phun ở dưới phun lên. Còn nếu mà cây nó thấp thì các bác phun chùm lên cho em, phun chùm lên cho em, phun kỹ đi chậm, ướt đều, cứ một tháng các bác dằn cho em một lần, được chưa? Rồi, song song với như thế này các bác nhá. Ở bên dưới thì các bác dùng cho em là 5 kg kali đỏ, được chưa? Cộng với 1 kg ure, ure 46% các bác ạ. Vâng, trộn đều và vãi đều khắp mặt đất cho em. Vâng, khi mà đất ẩm ướt nhá. Cái kali đỏ này nếu mà các bác phun vào cái đất mà không ẩm ướt thì nó không được đâu các bác nhá. Vâng, nó sẽ không hấp thu được. Đấy, cho nên là em nói rất là chi tiết, rất là rõ ràng. Vậy cái kali đây là cái sản phẩm độc quyền của nhà em các bác nhé. Sản phẩm độc quyền của nhà em. Nên là đây này. Đấy. Đấy. Dịch quả dịch vụ nông nghiệp 4.0 Trần Văn Hảo này các bác này. Đấy.
Thế thì các bác muốn mua thì các em sẽ phân phối độc quyền toàn quốc cho các bác. Vâng, em chia sẻ cái giá xỉ cho các bác, kể cả cái siêu đậu phụ, kể cả cái doctor 5SC này các bác nhá. Vâng, mỗi 1 hecta các bác phun làm sao thì phun nó nằm đâu đấy khoảng 20 bình đeo vai các bác nhá. Đấy, 20 bình đeo vai thì tương đương với khoảng 2 phi là ok. Vâng, thì em sẽ hướng dẫn chi tiết và ngắn gọn như vậy các bác nhá. Còn các bác chưa nào chưa hiểu thì hãy tua lại video các bác nhá, tua lại video để xem lại cái hướng dẫn cái công thức đây này, em nói rất là chi tiết như vậy để các bác phun làm sao cho chọn đúng thời điểm. Vâng, cảm ơn các bác đã xem hết video này, cảm ơn chị gái một lần nữa. Vâng, nếu mà các bác quan tâm đến sản phẩm làm củ, làm tinh bột cho cây khoai mì thì các bác nhanh tay liên hệ với số điện thoại 0976875413 hoặc là số của vợ em là 0352523778 để vợ chồng em kết nối các bác nhá. Vợ chồng em kết nối xong thì chúng em sẽ lên đơn cho các bác giống như bên kia. Vâng, và sẽ gửi tận nhà cho các bác toàn quốc. Ok, cảm ơn các bác đã xem hết video này. Bạn thấy hay thì hãy bấm đăng ký vào cái nút hình tròn của mình. Nếu mà thấy hay nữa thì các bạn có thể xem cái video bên trái hoặc là bên phải màn hình. Ok, Trấn Hỏa xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.